ở vị trí thứ 8 thì đó chính là sự kinh dị của vương quốc động vật. Văn học dân gian của họ thì luôn xoay quanh vương quốc động vật, và ở Nhật Bản thì mọi thứ đều có thể trở nên kỳ lạ. Chẳng hạn như là một con cáo có thể ẩn giấu trí tuệ sức mạnh kinh khủng của mình, biến thành một cô gái đẹp để chiếm hữu thân xác và linh hồn của nạn nhân. Rồi sau đó khi sống đến 1.000 năm tuổi, nó có thể biến đổi thành màu bạc trắng và mọc đến tận 9 đuôi, có 9 mạng sống rồi tiếp tục đi làm hại người khác. Đó thì chính là loài hồ ly tinh mà chúng ta vẫn luôn sợ hãi. Tương tự còn có loài quỷ Jimeken, chó mắt người. Chúng có bộ mặt cực kỳ giống người và thường chạy nhảy ở khắp mọi nơi, đặc biệt là ở đường cao tốc và các giao lộ, khiến người đi đường giật mình và bị tai nạn thảm khốc. Lý giải về khuôn mặt kỳ lạ này, người Nhật tin rằng những người chết dọc đường do tai nạn đã gửi gắm linh hồn vào loài vật này. Bên cạnh đó, nếu bạn bắt gặp chúng trên đường, tốt nhất là nên lờ đi nếu không muốn bị chúng hỏi thăm tận nhà một cách bất đắc dĩ. Tưởng tượng ra cảnh một con chó khuôn mặt người nghe răng ra cười với mình khi mở cửa ra, quả thật là không dễ dàng một chút nào, đúng không anh em? Ngoài ra thì người Nhật còn cho rằng mỗi linh hồn của một con người tá ở kiếp trước đã bị nguyền rủa để dành cuộc đời rất ngắn ở kiếp mỗi của mình phải sống để hút máu từ người khác. Cuối cùng thì đó chính là loài mèo luôn được nuôi lên tàu đánh cá, vì người ta cho rằng con sóng đập lên thành tàu là tay của những thủy thủ bị chết đuối cố gắng leo lên trở lại tàu. Tuy nhiên, tiếng kêu con mèo giữ thủy thủ đã chết ở dưới đáy biển và cho phép con thuyền được chuyến đi an toàn. Bảy, cái bóng. Người ta nói rằng những ý định thực sự của một phụ nữ có thể được thể hiện qua cái bóng của cô ta. Một quý ông muốn biết suy nghĩ của một người phụ nữ nên quan sát sự phản chiếu của cô trong gương. Và nếu vẻ đẹp mà anh quan sát trong gương là sự phản chiếu khác xa sự thật, hình ảnh cô gái trong gương lại một bà phù thủy già kinh tởm hay có những con rắn quằn quại trong tóc, có nghĩa là trái tim cô ấy thuộc về quỷ dữ. Và nếu tiếp tục quan hệ với cô ta, kết cục thảm khốc nhất sẽ được dành cho bạn. Tương tự như vậy, nếu hai người phụ nữ xuất hiện trong một cuộc trò chuyện lịch sự, hãy kiểm tra cái bóng của họ dưới đất. Nếu cả hai cái bóng đều có hình những con rắn và rõ ràng chúng đang cố gắng cắn nhau, điều đó cho biết rằng họ thật sự rất ghét và muốn giết nhau, mặc dù cuộc trò chuyện giữa họ lịch sự như giữa hai người bình thường. Quá là kinh dị đi mà. Sáu, phép thuật cư. Một trong những phép thuật nguy hiểm nhất được tìm thấy Trung Quốc và Nhật Bản đó chính là phép thuật cư. Một phù thủy tà ác sẽ thu thập những động vật càng độc càng tốt, rắn, rết, bò cạp và bất kỳ sinh vật nào mang chất độc cực mạnh. Họ cho tất cả chúng vào một cái nồi kín và để chúng đói đến chết. Sinh vật cuối cùng muốn sống trong nồi và ăn hết tất cả những con còn lại sẽ trở thành một sinh vật của quỷ dữ. Đó chính là phép thuật cư, tạo ra một con quái vật có sức mạnh khủng khiếp và chết người. Các phù thủy bóng tối thì sẽ giấu ấn quỷ này đi, và bất cứ khi nào họ muốn giết ai đó, họ có thể sử dụng sức mạnh to lớn của nó. Mụ phù thủy chỉ cần đọc tên người cần giết, con quái vật sinh ra từ phép thuật cừ sẽ tàng hình đến và chỉ cần nhìn vào thức ăn của nạn nhân. Người đó thì sau khi ăn xong sẽ ho ra máu cho đến chết. Thậm chí đôi khi còn kinh khủng hơn nữa, dạ dày họ trương phình lên, cuối cùng làm nổ tung nạn nhân từ bên trong. Sau đó, linh hồn của nạn nhân bị phong ấn và bị ràng buộc với phù thủy, và họ sẽ phải phục vụ cho phép thuật cừ mãi mãi. 5. Quỷ môn quan. Theo quan niệm của người Nhật Bản, quỷ môn quan chính là hướng đông bắc. Nó được cho là hướng ma quỷ đến và đi. Bởi vì lý do đó, người ta nghĩ rằng bạn nên tránh bất cứ điều gì từ hướng đó. Và thậm chí ngày nay, đây vẫn là một hệ tư tưởng sâu sắc, tương tự như là phong thủy ở Trung Quốc và Việt Nam vậy. Mọi người đặc biệt ý thức về điều này khi xây dựng một ngôi nhà. Và do đó, nếu một nơi nhà bếp, phòng tắm hoặc là lối vào, thậm chí là chỉ hơi hướng về phía đông bắc, người ta nói rằng gia đình đó chắc chắn sẽ gặp phải những sự cố như là thảm sát, hiếp dâm, ma quỷ thường xuyên ra vào nhà hay là những điều còn tồi tệ hơn thế. Nhưng các ngôi đền thì lại được xây dựng hướng về phía đó với quan niệm trấn áp ma quỷ. Ngay cả đến tận ngày nay, lâu đài Edo, đây là cung điện hoàng đế Nhật, được bảo vệ ở các đền thờ xung quanh Tokyo cũng được xây dựng như vậy. Các địa điểm linh thiêng này đã tồn tại từ nhiều thế hệ trước và duy trì một rào cản tinh thần bảo vệ gia đình hoàng gia theo những quy tắc để tránh tổng quỷ. Chúng nằm rải rác khắp ở Tokyo bao quanh lâu đài hoàng gia, nhưng chức năng của chúng để giữ ma quỷ ở xa thành phố này vẫn còn cho đến tận ngày nay.
dòng sông xuống địa ngục. Với cái tên là Sinokawara, tiếng Việt đọc là Thái Hà Nguyên, dòng sông này khét tiếng là nơi hành hạ những linh hồn trẻ con. Người ta bảo rằng khi một đứa trẻ chết đi, làm cho mẹ nó vô cùng đau đớn và sầu khổ, ngay cả khi nó chết trong bụng mẹ. Lại nữa, chết mà không chịu đền đáp công ơn đã nhận, mà còn làm đau lòng cha mẹ nó bằng cái chết đó. Chính vì thế, tại Thái Hà Nguyên, trẻ chết non phải xếp những đụn đá không ngừng. Những đứa trẻ 3-4 tuổi phải chia lìa xa mẹ, bị lũ quỷ tốt của địa ngục hành hạ và cưỡng ép phải chồng xếp hòn đá nhỏ thành từng đống. Ngay khi những tháp đá này gần như hoàn tất, thì chúng bị phá đổ và lũ trẻ lại phải bắt đầu xếp đá lại từ đầu. Nếu đủ may mắn và giác ngộ, những linh hồn này sẽ được Bồ Tát Di Dô dẫn đường, mang bình an đến và giúp các em tìm đường qua dòng sông chết để đi sang một kiếp sống khác. Bồ Tát Di Dô thì là một hình ảnh phổ biến ở Nhật Bản, và nếu đến đất nước này, bạn sẽ được nhìn thấy tượng của người rất nhiều lần ở đây. Ở vị trí thứ 3, hãy cùng ta ra đến với câu chuyện Hòn Đá Ma. Câu chuyện này kể rằng người chồng đi đánh trận mãi không trở về. Người vợ quá đau buồn và héo mòn, vì vậy cô đã ra đi tìm kiếm chồng, tình yêu cuộc đời cô. Dọc đường cô bị tấn công và hãm hiếp tàn bạo. Cuộc tấn công này đã khiến người đàn bà bất hạnh mang thai. Sau khi cô qua đời, cậu bé được một người đàn ông lang thang nuôi dạy. Khi lớn lên, đứa trẻ đã theo dõi kẻ hiếp dâm mẹ mình, giết rồi lột da hàm ta ra và treo ngược lên cây cho thú dữ ăn thịt. Truyền thuyết kể rằng tại nơi xảy ra hiếp dâm có một hòn đá ma. Người ta nói rằng vào những đêm tối trời và đầy mưa gió, có thể được nghe tiếng khóc lóc và van xin thảm thiết. Đó chính là linh hồn của người phụ nữ đã than thở về tình yêu và cho sự bất hạnh của cuộc đời mình. Hai, búp bê mọc tóc Okiku. Chuyện kể lại rằng một cậu bé đã mua tặng con búp bê này cho em gái mình là Okiku, khi đó chỉ mới 2 tuổi mà thôi. Okiku thì nâng niu và xem con búp bê này như người thân của mình. Chuyện chẳng có gì để nói nhiều nếu như Okiku không gặp bạo bệnh và qua đời. Kể từ đó, tóc con búp bê cứ dần dần mọc dài ra. Giải thích cho điều này, một thầy phù thủy phán rằng vì quá gắn bó với con búp bê mà linh hồn của Okiku đã nhập vào đó. Đến năm 1938, gia đình đã đem nó đến ngôi chùa Maneji thuộc Iwamizawa, Hokkaido để trừ tà. Đến nay, con búp bê vẫn được trưng bày ở chùa và mái tóc vẫn cứ tiếp tục dài ra dù đã được tỉa tóc thường xuyên. Bất kỳ ai thì cũng không giải thích được sự việc đáng sợ này. Và nếu muốn xem con búp bê mọc tóc Okiku, lúc nào nó cũng chờ bạn ở ngôi chùa Maneji. Thật quá là đáng sợ đi mà. Và vị trí đầu tiên trong danh sách của chúng ta hôm nay, đó chính là quái vật Ubume ăn thịt trẻ em. Đối với những vụ mất tích không lý do của các em bé Nhật Bản, người ta sẽ đều cho rằng đó là do quái vật Ubume bắt đi. Theo truyền thuyết cổ xưa nhất của Nhật, Ubume là con quỷ tập hợp linh hồn của những người phụ nữ chết trong khi sinh con hoặc là khi mang thai. Nó được mô tả như một sinh vật giống chim nhưng có thể hóa thành phụ nữ khi lông nó bị ngắt đi. Quái vật này thì luôn khao khát tìm lại những đứa con đã mất của mình. Mỗi khi chúng bị mất một chiếc lồng là lúc chúng đi lùng sục khắp nơi để bắt cóc trẻ con. Một dị bản khác của truyền thuyết này cho rằng Ubume là một người phụ nữ để ngực trần mấy em bé, thường xuyên xuất hiện tại các giao lộ hay cầu cống vắng người. Ubume dụ dỗ người khác giữ dùng con của cô rồi bỏ đi. Bởi tà thuật của quái vật, đứa bé này sẽ trở nên ngày một nặng hơn. Để hóa giải, cần phải đọc một lời cầu nguyện của Phật giáo. Nếu không, đứa trẻ đáng sợ sẽ nặng hơn rồi dần biến thành một con quỷ ăn thịt bạn ngay lập tức.